Ok, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại đối với kênh của mình là Zilcat. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video về trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đã đặt ra ở trong cái phần bình luận mà mình đã đăng lên cái bài ở trên tab cộng đồng này nè ha. Thì mình đã hứa với các bạn rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có thời gian để mà làm, nên là các bạn thông cảm nha. Ok, thì các bạn khoan hãy tắt video nha, tại vì cuối video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải mod và cách tải liên map về cái đảo rồng ở trong cái bản mod mình đang chơi đó. Thì các bạn đừng quên vội tắt video nha. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, thì đây là cái bài mình đăng trên cái tab cộng đồng và cũng như là cái video ở cái tập 22, tập gần cuối. Thì đảo rồng vẫn chưa có ra tập cuối nha các bạn. Thì ở trong cái tập 22 á, mình sẽ trả lời thêm, tí nữa mình sẽ quay qua cái video. Đầu tiên mình sẽ trả lời bên đây trước ha. Ok, mình sẽ kéo xuống nào, mình sẽ phóng to lên tí ha. Đấy, đầu tiên là bạn Thương Trần: anh làm mỗi ngày 2 tập đi anh Zilcat. Really, nigga? Mình nghĩ là mỗi ngày 2 tập nó rất là mất thời gian các bạn. Không phải mất thời gian mà là mình không có đủ thời gian ấy. Tại vì một cái tập đảo rồng mình làm tới 4 đến 5 tiếng lận, các bạn thấy đó. Trong khi mình ngủ dậy rồi đánh răng rửa mặt cái kiểu bla bla là 4 5 tiếng là tới tối rồi. What? What the các bạn? Thực ra mình thức rất là sớm nha. Mình đùa đấy. Để mình xem, mình sẽ cố gắng làm một ngày 2 tập nha. Ok, cảm ơn bạn Thương Trần đã comment. Ơi, tên anh đầy đủ là gì? Thì mình sẽ không có nêu tên đầy đủ ra. Thì tạm thời mình chỉ nêu tên chữ cái họ, cái tên đệm gần nhất với cái tên mình, đó là Thiện Vi ha. Thì Thiện Vi y dài nha các bạn. Ok, thì tạm thời như vậy thôi. Các bạn biết nhiêu thôi ha, đừng biết họ. Các bạn từ từ sẽ biết hết họ tên của mình là gì. Ok, cảm ơn bạn Bùi Nguyên Vũ. Rồi, tiếp theo là Thủy Bùi: anh làm đảo rồng đi anh, ấp trứng 6 quả. Ok, thì cái đó anh sẽ đợi tập cuối cùng, anh sẽ ấp hết tất cả các quả trứng ha. Không phải riêng gì 6 quả đâu mà là 8 quả thì phải. Đúng rồi, anh làm về phần 2 đi. Tất nhiên phần 2 sẽ có cho các bạn nha, phần 2 đảo rồng sẽ có. Ok, và điều đó là sẽ sớm thôi. Mấy cái nào mà câu hỏi nào không liên quan thì mình sẽ không trả lời cho các bạn. Anh ơi mấy tuổi? Thì tính đến nay thì mình cũng 18, 19 tuổi, 18 tuổi mấy các bạn, 19 tuổi đó mình cũng không nhớ nữa. Thì cái vấn đề tuổi này mình không có quan tâm cho lắm. Really nigga. Mình đùa đấy. Ok, cảm ơn bạn Jack Official. Tiếp theo là cái này là mấy video trước hỏi rồi, cứ cần hỏi là ông tất nhiên là phải hỏi rồi các bạn. Tí nữa mình sẽ qua check video ok các bạn mới hỏi như thế nào. Tại vì mình cũng đã bình luận với các bạn rồi đúng không? Mình đã hỏi các bạn, đặt câu hỏi. Ngọc Nguyên: anh ấp 6 quả trứng. Cái này rồi nha. Câu hỏi nào bị trùng mình sẽ coi như là trả lời rồi nha các bạn. Thiên Nguyễn Thị Kim Thiên: lúc coi video em đã thấy rồng băng đó anh ơi. Ui, đưa à. Trời, mình anh coi anh không thấy đâu. Cảm ơn em nha, hy vọng là em biết chỗ đó trong link map. Liên Ma Channel: anh ơi, sao anh kết thúc series đảo rồng sớm vậy? Tại vì các bạn biết vì sao không? Như tập 1 mình đã nói là tìm đủ tất cả là có 8 quả trứng rồng, và mình đã đánh hết tất cả các loại quái vật rồi các bạn, nên là chỉ còn tập sau là tập cuối thôi, nên là các bạn ủng hộ mình nha, và hy vọng là vẫn luôn ủng hộ mình vào phần 2 sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh ơi, sao anh không làm video sinh tồn nữa? Thì cái vấn đề này cũng khá là mình đã nói nhiều rồi. Thì tập 1 của đảo rồng thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không, mình đã nói là cái series sinh tồn của mình nó đã bị lỗi các bạn. Mình không hiểu sao luôn, khá là buồn luôn. Bị lỗi map á, nên vào mất tiếu chân. Nên là mình sẽ làm lại nha. Tất nhiên là làm lại và mình sẽ làm cùng các youtuber khác. Really như nigga. Là Mocha Gaming, Jun, Noob, rồi cái kiểu bla bla. Nên là thì sắp tới sẽ có series sinh tồn cho anh em. Nên là mọi người vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn ủng hộ mình với cái series sinh tồn nha. Tại vì mình sợ một số bạn bên fan sinh tồn mới sẽ out hết rồi. Thì mình mong là vậy thôi. Ok, cảm ơn bạn Vinh To. Tiếp theo là Thiên Sơn S: anh nên bao nhiêu tuổi? Anh này mình trả lời rồi nha các bạn. Câu hỏi nào bị trùng mình sẽ không, mình coi như là mình đã trả lời rồi. Anh hãy đại chiến của người tuyết. Người tuyết là anh đã chiến rồi nha. Cảm ơn Tướng Nguyễn. Anh có bạn gái chưa? Thực sự mà nói thì chưa.
mà nói đi chưa. Really nigga. Ok. Khá là buồn các bạn. Tại vì mình tập trung vào công việc đó các bạn. Bạn gái gì really bạn? Nigga. Nhà bao việc. Tiếp theo là bạn Thương Trần. Hello bạn. Hello em, hello Thương Trần nha. Thì nói chung là cái đầu tóc mình đó các bạn, bình thường nó không vậy đâu, tại lên video nó mới vậy á. Nên là mình lên video kiểu như mình thấy mình mập ra 5 đến 6 kg nên là bình thường mặt mình cũng mập vậy luôn nha. What? What the? Ok. Thương Trần rồi hả? Anh chơi chứ. Tên giống các bạn. Anh chơi chế độ siêu khó đi anh. Really nigga. Để mình xem, chắc là tương lai mình sẽ chơi đó nha. Hồng Nguyễn, em có nhiều câu hỏi lắm rồi nhưng không dám là... Ok, coi như đây là một câu hỏi nha. Tại sao anh không làm về Minecraft trên điện thoại và Zio? Vậy là bạn Thanh Bình này, mình thấy bạn Thanh Bình này cũng có theo dõi mình rất là nhiều. Thì trong những năm 2016, 2017, 2018 mình đã làm trên điện thoại rất là nhiều luôn. Nếu mà bạn nào có theo dõi mình á thì đừng quên bình luận bên dưới nha. Những bạn nào có theo dõi mình từ năm 2016 đó, mình đã có làm trên clip trên điện thoại rất là nhiều luôn. Nhưng mà chắc là mấy bạn này vẫn chưa biết đó. Tại vì sau gần đây mình mới có tí tiếng nói, không phải một kiểu như là có tí fame nên là mấy bạn mới biết đến mình. Ok. Anh mấy tuổi, lớp mấy, trường nào, có người yêu chưa? Thực ra mình đã trả lời rồi nè, mình đã ra trường rồi nha các bạn. Người yêu mình đừng nhắc lại chuyện này nữa. Ok. Tiếp theo là Đạt Lê Game Gaming. Đẹp phải nồi cái gì chấm cơm không hiểu. Gì đây? Mình canh mình lê. Em đố anh con gì nặng nhất thế giới? Theo mình biết, cái con nặng nhất thế giới là con gì ta? What? What the? Ô, mình không biết đâu. Mình trả lời xạo mấy bạn nói, nếu mà nói con này thì con kia nó nặng hơn đúng không? Nên là câu hỏi này hơi khó trả lời. Thảo Thu, anh ơi tối nay anh có ra clip không? Thì mình trả lời luôn là vào 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Zilcast mình sẽ ra clip đều đặn luôn. Và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký rồi bấm vào cái chuông á, cái chuông nó hiện lên để cho các bạn bấm á ha. Nhưng đừng quên bấm vào. Bấm vào mới nhận được thông báo nha, không bấm là khỏi coi luôn các bạn. What? What the? Mình đùa đấy. Thu Hằng Nguyễn, em thích anh đại chiến năm công với vật rồi búa. Ui, quá là đơn giản luôn. Chắc là anh sẽ dành để những cái tập sau anh sẽ đại chiến ha. Chào Nu Việt Nam nè, cô gái trí tuệ. Anh Zio Cat chơi Free Fire không? Thì trước mình có livestream Free Fire được đâu một tuần, các bạn mình lên cấp 4. Rồi giờ mình không có livestream nữa ha. Mình cũng không có chơi nữa. Vậy là anh khỏi tìm rồng băng nữa rồi. Rồng băng thì nó đã mất rồi em ơi. Chào Bang, bạn này tên Chào Bang các bạn, rồi mình chào sao? Chào Bang. Chào bạn Chào Bang. What? What the? Anh ơi làm series khác đi anh. Em thấy anh làm series đảo rồng này giống như sinh tồn rồng. Đúng rồi em, thì sinh tồn mà Minecraft hầu như tất cả các series mà mình chơi á đều là sinh tồn hết. Anh ơi chơi game Ninja School đi. Ninja School cái game này anh chơi cách đây 5 năm rồi em, 5-6 năm rồi đó. Thời lúc đó là chơi cái really Ngọc Lòng online á, thì bạn nào biết bình luận bên dưới nha. Bây giờ vẫn còn nhiều bạn vẫn còn chơi Ngọc Lòng online tới bây giờ đó. Thì trước mình cũng mạnh lắm các bạn, mấy tỷ sức mạnh á. Zero Kun, anh cho em xin mod hoặc video tiếp theo của anh cho em chơi chung với được không? Thì mình nói nha, ở link mod và link map tí nữa ở cuối video mình có hướng dẫn, nên là các bạn hãy theo dõi tiếp tục để mà biết được lúc nào mình hướng dẫn cái link mod và link kia để mình hướng dẫn cách tải nha. Nếu mà các bạn không biết cách tải về chơi không có được đâu, nó sẽ bị lỗi á. Ok, anh có người yêu chưa? Câu trả lời rồi, anh chơi với Lộc Yutaki đi. Thì Lộc Yutaki mình đâu quen đâu, nên là từ từ mình sẽ làm quen sao các bạn. Mình cũng cố gắng làm quen rồi chúng ta sẽ chơi cùng với Lộc Yutaki vào một ngày gần nhất có thể ha. Anh ơi anh làm thử thách sinh tồn phần 2 đi anh. Thử thách sinh tồn, đúng rồi, sắp tới mình có ra series sinh tồn các bạn, một vài ngày nữa thôi, nên là các bạn mong các bạn ủng hộ nha, coi như là đây là phần 2 đi. Anh là bạn Burger Bee sao không chơi chung với nhau? Ôi anh và Burger Bee chơi chung cũng 3-4 năm rồi,
quay rất là nhiều video rồi. Nếu mà bạn nào có xem mình từ 2017 2018 á thì bắt lúc đó mình mới quay chung với Burgerby mập. Ok. À không phải mập đâu, fat tí thôi. Xây nhà đi anh. Đấy. Nhà series nào anh cũng xây mà. Đinh Lê, Nakuka hay làm về đồng hồ Benchen đi. Đồng hồ Benchen hả? Để mình xem nha. Trước mình có làm cái video về đổi Ben 10 khổng lồ đó. Bạn nào có xem không? Có xem bình luận bên dưới nha. Ngăn Thùy, anh ơi cho bạn em xem video up sau quả trứng đi. Tất nhiên là có rồi em. Và nó sẽ nằm ở một cái video tập cuối của Đảo Rồng. Anh thử chơi Real Life Craft đi anh. Mình thấy cái mod này rất là hay nha. Và rất là nhiều người chơi luôn các bạn. Nhưng mà nó nặng lắm. Hiện tại cái card màn hình của mình đang đi bảo hành nên là chúng ta vẫn chưa có chơi được. Nếu mà chơi được mình sẽ quay lên cho các bạn xem luôn. Tất nhiên, hứa luôn. Bình Thanh, khứa này bạn mình giả bộ bình luận rồi anh ơi Ucraft gì nè, chắc chắn nó quá. Đùa đấy. Bạn mình các bạn ơi, tự nhiên nó comment anh Ucraft kiểu như nó giả dạng sao. What the bạn. Chào anh. Anh ơi làm một quán cà phê đi ha. Quán cà phê trong Minecraft hay sao em? Nếu mà em có xem video này thì đừng quên bình luận để lại cho anh dễ hiểu tí nha. Một ngày hai tập. Cái này mình trả lời rồi nha. Là bằng ok này rồi. Này rồi luôn. Tôi là fan. Là fan. Fan Zio Cat. À fan của anh. Fan nha em. Fan. Lê, anh làm sinh tồn phần 2 đi ạ. À. Ok, chắc chắn là có phần 2 cho mọi người rồi. Nên là đừng quên like video này nha. Anh Minecraft Pokemon. Minecraft Pokemon thì anh làm rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Có một số clip đã chiến với Burgerby cái kiểu. Thì nói về Burgerby, các bạn đừng quên qua kênh của Burgerby để ủng hộ bạn ấy nha. Mình có để link kênh á. Ở trong cái kênh mình, các bạn vào là thấy rồi. Anh hướng dẫn em cách tải mod đi. Kỳ sĩ rồng đi. Ờ, tí nữa mình sẽ hướng dẫn nha. Tí nữa ở cuối video. Anh đã bắt đầu làm đây, thấy câu hỏi này hay nè. Anh đã bắt đầu làm, bắt đầu YouTube vì thứ gì và điều khiến anh trở thành công như vậy? Andrei, thì thực sự mình nói thì mình vẫn chưa có thành công đâu các bạn. Bây giờ chỉ là một cái bước đệm thôi, bước đầu tiên để mà trở nên con đường thành công thôi. Mình mới là một số nhỏ nhất, một cái hạt cát trong một cái sa mạc thôi, nên là vẫn chưa có tính là thành công. Theo mình á thì vẫn chưa có thành công đâu. Tại vì thành công nó bao gồm rất là nhiều yếu tố các bạn. Nên là và nó bao quát rộng lắm. Nên là cái kênh của mình á và những cái vấn đề mà những cái việc mình làm ra nó vẫn chưa gọi là thành công đâu ha. Thành công nó còn xa hơn như vậy. Anh bắt đầu YouTube vì thứ gì? Thì trước mình cũng thấy YouTube cũng hay lắm các bạn. Kiểu như là ôi, mình có thể quay video đăng lên được sao? Ôi hay thế. Còn mấy cái game Minecraft á, lúc trước mình hay chơi ngoài net đó thì thấy đó, ủa sao mà ta quay ra được ta. Cái mình tìm hiểu, mình thấy game nó cũng sáng tạo cực kỳ luôn, kiểu như làm gì cũng được sáng tạo. Rồi thấy nhiều trường nó còn áp dụng vào cái học viện học hành nữa các bạn. Minecraft nó game rất sáng tạo và tạo tư duy cho nhiều bạn nhỏ cũng như là người lớn cái kiểu. Nên là mình thấy gì mình hay quá. Chứ mình đi chơi cái game trên Zinmi kìa, cái game gì nè, Iceland gì đó, thành viên thú cũng bị trang Minecraft à. Cái game đó là đầu tiên luôn ở Việt Nam luôn ấy, giống Minecraft. Rồi sau này mới nhiều game nhái á. Rồi sau này thấy làm hay quá, cái mình đầu năm 2016 mình chỉ làm chơi thôi. Rồi 2017, 2018, 2019 mình mới bắt đầu tập trung vào làm. Tới giờ mình vẫn chưa có tập trung gì nhiều. Tại vì nhiều thứ ở ngoài cuộc sống lắm nên là vẫn chưa có tập trung đầu tư hết 100% vào YouTube ha. Nên các bạn thông cảm. Mộng cầm chân cho mình tên game bạn chơi đi. Tên game là Minecraft nha. Anh hãy up trứng rồng địa ngục. Rồng địa ngục à, đúng rồi, mình sẽ up ở tập cuối nha. Ok, sau một hồi mình lướt á thì đã hết những cái câu hỏi các bạn. Toàn là những câu hỏi bị trùng lặp không à. Nên là coi như mình đã trả lời rồi nha. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Vì những bạn mà cầm mới bình luận sau này 1-2 phút trước á, tại vì mình đã quay qua rồi. Nên là mong các bạn thông cảm nha. Ok, thì mình đã đạt được cái con số 400.000 người đăng ký á, cũng cách đây một tuần mấy rồi. Bây giờ cũng 414 rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có nhiều thời gian để làm các bạn. Nên là mình muốn nói với các bạn một điều là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ mình trong suốt thời gian gần 4 năm qua. 4 năm đó các bạn, thấy mình phát triển lâu không? Người ta làm chưa tới 1 năm nút vàng. Còn mình thì hơi cụ bắp một tí. Nhưng mà có mình rất là vui là vì có rất là nhiều bạn vẫn luôn đồng hành cùng với mình ở trên cái con đường YouTube của mình á.
cho đến thời gian bây giờ thì cũng rất là lâu rồi. Mình rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và hy vọng là các bạn sắp tới sẽ luôn ủng hộ kênh mình để giúp mình đạt được cái nút vàng nha. Và cái con số gần nhất là 500.000 người đăng ký. Ok. Thì tí nữa chúng ta sẽ đến với cái phần chuyên mục hướng dẫn tay mod và tay map rộng của mình. Và thì đây là kênh phụ của mình, một kênh là Zilcat TV và một kênh là Burger Bee là kênh của bạn mình á. Nếu mà các bạn nếu muốn ủng hộ bạn mình á và xem những video hấp dẫn và sinh tồn thì đừng quên qua kênh của Burger Bee nha, người bạn khá là thân của mình. Còn đây là kênh Zilcat TV, làm về một số cái game mobile rồi game hay cái kiểu cho các bạn xem, game rất là thú vị. Nếu như mọi người muốn mình làm nhiều game mới hơn thì đừng quên bình luận bên dưới và đăng ký kênh Zilcat TV này nha. Ok. Và đây là kênh của Burger Bee, là bạn mình đó các bạn. Đừng quên qua ủng hộ bạn ấy luôn nha, để giúp bạn ấy được 10.000 người đăng ký sớm nhất có thể. Đấy, thì đây là hai kênh bạn mình và kênh của mình, kênh phụ của mình thôi. Còn lại tất cả những kênh khác đều là giả mạo nha các bạn. Đấy, thì nói chung là mình rất là cảm ơn mọi người luôn đã đồng hành cùng mình trong suốt rất là nhiều năm. Nói vậy thôi chứ cũng mới đây thôi các bạn. Thì mình không xem các bạn là fan đâu, mình xem các bạn là gia đình. Là gia đình thì phải cùng gắn bó và phát triển với nhau đúng không? Nên là mình rất là quý các bạn. Thì mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình. Ok vậy thôi, chứ mình biết nói gì đâu, mình đâu phải là nhà văn đâu. Bây giờ chúng ta đến với chuyên mục hướng dẫn tải link, tải mod và map đảo rồng. À và vẫn chưa có tập cuối của đảo rồng đâu, nên là các bạn yên tâm. Let's go. Ok, và bây giờ đến với cái chuyên mục là tải mod đảo rồng và map đảo rồng ha. Thì thường ở dưới những cái video của mình á thì mình hay để link mod và một số cái link nhạc như là link fanpage nè, rồi bạn của mình nè, một số cái link ở dưới phần mô tả, đây gọi là phần mô tả nha các bạn. Thì mình sẽ để cái link mod và link map của cái đảo rồng ở dưới video này nha. Các bạn hãy kéo xuống và thấy. Và mình đã ghim ở phần bình luận mình sẽ ghim lên. Đó, như là cái video tập 21 của đảo rồng này nè. Nhưng mà mình sẽ ghim ở tập này, cái video này nha. Thì sau khi mà các bạn nhấp vào cái link á thì các bạn nhấp vào link một, link đầu tiên là đảo rồng, là link map đó các bạn. Đây là link map. Thì các bạn sẽ bấm tải về thôi, có thể bấm vào tải xuống đây hoặc là bấm vào cái nút tải này cũng được ha. Đây, nút tải xuống bên góc phải màn hình đây, ngay mình chỉ nè, ngay mũi tên nè, đó. Các bạn bấm vào đây. Rồi, nó sẽ hiện ra cho các bạn như thế này. Một số bạn bấm nó sẽ ra như thế này, còn một số bạn bấm vào link nó sẽ hiện ra cái này luôn ha. Thì các bạn bấm vào vẫn tải xuống. Ok. Đó. Và nó sẽ chạy chương trình và nó sẽ tải cho các bạn. Thì cái map này gồm có 132 MB đó các bạn. Cũng khá là nhẹ thôi, không có gì nặng đâu. Rồi tiếp theo là đến cái link 2. Cái link 2 các bạn mình để là mod đảo rồng. Thì đây là phần mod nha, gồm có rất là nhiều mod luôn, cũng không có nặng gì bao nhiêu đâu các bạn. Các bạn vẫn nhấp vào cái nút tải xuống ở bên đây luôn nha, như cái mod map lúc nãy. Rồi nhấp vào. Và các bạn đợi một tí. Nếu mà thấy lâu quá thì ra ngoài nhấp lại lần nữa. Đó, sau khi mà các bạn nhấp đợi một tí thì nó sẽ tải cho các bạn mod và map ha. Đó, một cái map gọi là đảo rồng, một cái là mod đảo rồng. Ok. Và đây là sau khi mà các bạn đã tải về rồi, gồm có một cái là đảo rồng, và đây chính là map, còn một cái là mod đảo rồng và đây là mod ha. Thì các bạn cứ giải nén bình thường nữa thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ giải nén map trước. Bấm vào đây, các bạn chọn WinRAR. Rồi các bạn chọn Eject Here là giải nén tại chỗ luôn, tại đây luôn. Đó, nên chọn cái này là tốt nhất nha. Nó sẽ nhanh và nhanh gọn lẹ nhất có thể cho các bạn. Đó. Đó, sau khi giải nén chúng ta được một cái file gọi là đảo rồng ha. Rồi, cứ để đây nha. Rồi tiếp tục chúng ta đến với cái mod đảo rồng và vẫn bấm vào đây, chuột phải vào và chọn WinRAR. Check here. Đó, và các bạn đợi nó giải nén. Thì mình đã quên nhét vào một cái file rồi, nên là sau khi các bạn giải nén ra nó sẽ ra hết những cái mod cho các bạn luôn ha. Đó, thì các bạn cứ chuột trái vào đây. Đó, kéo hết tất cả cái mod và các bạn bấm vào nút cut hoặc là copy cũng được. Thì mình thì copy hay cut cũng được ha. Rồi, sau đó thì á đã xong rồi, copy xong rồi đúng không các bạn? Thì các bạn hãy bấm vào nút Alt Left và nút chữ R cùng một lúc. Đó, nó sẽ ra một cái giao diện cái khung như thế này đây, khung gọi là khung run. Thì mình sẽ nhập vào là %app data%. Đó, thì đây là những cái điều rất là căn bản rồi, bạn nào chơi mod thì cũng đều biết ha. Rồi bấm vào ok. Đó, nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái file, gọi là cái file này là chứa Minecraft và một số cái thư mục trong máy tính á. Thì các bạn chỉ chọn vào Minecraft thôi nha. Đây, chọn vào Minecraft. Rồi lúc nãy có mod rồi đúng không? Các bạn vào một mod. Nếu mà các bạn chưa có một, đây là phiên bản 1.12 nha. Nếu mà các bạn chưa có thì các bạn
Nếu mà các bạn chưa có thư mục mod thì các bạn hãy tạo một cái thư mục mod vào new folder và đặt đổi tên thành mod thôi, nhớ có chữ s nữa nha. Rồi sau khi đã có rồi và còn chống không thì các bạn hãy tạo cho mình một cái folder là folder 1.12.2 đấy. Thì ở đây mình đã có rồi nên là mình không có tạo ha. Thì sau khi có rồi á, các bạn cứ copy paste vào đây thôi. Lúc nãy bạn copy rồi đúng không? Bây giờ paste vào đây là xong. Đấy, mình đã có rồi nè nên là mình paste. Đó, nó sẽ như thế này. Sau khi paste xong nó sẽ có như thế này đây. Đó, như vậy là chúng ta đã có được mod rồi đúng không? Rồi, bây giờ đến cái map. Map này thì đảo rồng đây. Đảo rồng là map. Các bạn cứ bấm vào copy hoặc là cắt cũng được. Ok, vẫn là bấm như Alt+S và chữ nút R. Nó sẽ ra run và các bạn nhấp vào phần trăm app data phần trăm. Và ok. Đây, vào rồi tiếp tục vào Minecraft. Rồi, các bạn sẽ vào mục save. Đây, đây là mục này nha, hãy nhìn kỹ nha. Nhấp vào và bắt ra là xong. Đấy. À, như vậy là mình đã có map đảo rồng rồi nha. Và còn một điều nữa rất là quan trọng, đó chính là các bạn phải tải fork về các bạn mới chèn mod và mới chơi được nha. Mình đã có để link fork rồi, link fork 1.12.2 nên là các bạn cứ vào và tải giống mình lúc nãy thôi, hoặc là lên trang chủ của Google. Các bạn lên Google, các bạn bấm vào fork 1.12.2 đó, nó sẽ ra cái trang fork này nè. Các bạn nhấp vào rồi ở bên mục góc bên trái này nè, có rất nhiều phiên bản cho mình chọn. Các bạn hãy chọn vào 1.12. Đây, và ở đây là chúng ta có gồm 1.12, 1.12.1, 1.12.2. Thì bản mod của chúng ta là 1.12.2 nên là các bạn nhấp vào 1.12.2. Và sau đó thì các bạn bấm vào Windows Installer. Đây, đến nút bự bự đây này. Đó, thấy con chuột mình chưa? Nhấp vào. Rồi, nó sẽ tự động tải xuống thôi. Thì sau khi mà các bạn tải xuống rồi, các bạn phải chạy cái phiên bản 1.12.2 ở một cái mục bình thường chưa có mod nha. Đây, các bạn vào Minecraft. Đầu tiên là phải chạy ở phiên bản 1.12.2 trước. Đây là phiên bản 1.12.2 rồi, chúng ta chạy đi. Rồi sau khi chạy xong rồi các bạn thoát ra. Rồi thoát ra hết. Rồi các bạn đây, sau khi lúc nãy các bạn tải fork về thì các bạn chạy fork, bấm chuột lên. Rồi run. Đó, đây là fork 1.12.2 nha. Rồi các bạn cứ bấm ok thôi, đừng có chọn vào cái nút nào hết trơn nha, đừng có bấm vào cái nào hết. Nếu mà nó nằm ở đây thì không được nha, luôn luôn chọn ở chấm đầu. Và thư mục cài thì đừng có đổi gì hết, cứ bấm ok thôi là nó tự chạy fork 1.12.2 cho các bạn. Sau khi chạy xong nó sẽ như thế này. Rồi các bạn bấm ok. Rồi xong. Vào Minecraft và chọn vào cái mục này. Đây, các bạn chọn qua cái thư mục gọi là 1.12.2 fork. Đây, đã có. Sau khi mà chúng ta đã cài đặt nè. Thì đây là Minecraft bản quyền nha. Hình như là mấy cái Minecraft phiên bản crack cũng có chứ cái này. Nên là không sao. Bấm chọn 1.12.2 fork rồi grease tạo nè, chúng ta đã có, bấm vào play. Rồi như vậy là chơi thôi, vào chơi thôi. Và còn một điều lưu ý ở trong cái bản mod này á là đợi tí các bạn, đợi tí nha. Đây, sau khi mà bấm vào á nó sẽ chạy như thế này cho các bạn. Đó, nó đang chạy mod đó các bạn, tiến hành tải mod, không phải tải mà là gọi là loát mod, cái mod khi mà mình đã tải về đó. Rồi các bạn đợi một tí nó sẽ chạy vào thôi, tùy vào máy của người nào mạnh hay là yếu nha. Mạnh yếu thì nó sẽ tùy RAM cái kiểu nên nó sẽ chạy nhanh hoặc là chậm, nên là các bạn cứ chờ đợi thôi. Ok, sau khi mà xong chạy xong á thì nó sẽ vào những nó hiện như thế này đây. Nó có hỏi các bạn là có muốn update cái phiên bản của cái mini map không, thì các bạn bấm vào không nha. Đó, như vậy là chúng ta đã vào game và vào chơi đơn và vào map của các bạn thôi. Cái map lúc nãy các bạn tải về á, một là nó nằm ở trên cái đầu như thế này đây, đảo rồng quay video, đây là cái map của mình. Hoặc là nó nằm ở tuốt ở dưới cái phần này nha. Các bạn nên là tìm hết rồi mới vào nha, nếu không thì sẽ bị tìm không thấy đó. Rồi như vậy là đã xong rồi. Thì bản đồ các bạn bấm chữ H. Rồi ở những cái giao diện chết hay là cái kiểu mấy cái checkpoint các bạn bấm chữ U là ra. Vào nhớ chỉnh lại nút của con rồng ở nút Z và nút X và nút C, đó là phun lửa bay lên mà hạ xuống thôi, cũng không có gì đặc biệt. Ok, clip của mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Thì các bạn nếu mà không hiểu thì hãy xem chậm lại và có thể nhắn tin qua fanpage của mình như ở trên Facebook lúc nãy nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đây là fanpage của mình có để link ở dưới. Nếu mà tải xong rồi thì đừng quên ghé qua fanpage của mình ủng hộ mình, để lại cho mình một like và một lượt theo dõi nha. Hằng ngày mình có đăng clip video trên đây nè, và một số cái ảnh về Minecraft, thì các bạn nhớ qua ủng hộ mình nha. Và đây là fanpage của mình trên Facebook, các bạn chỉ cần nhập Geocat như thế này là nó sẽ ra thôi.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành.